mỗi ngày. Matcha sữa cacao, ngon bá đạo, không hề ảo. Mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Nấu chuẩn, ăn lành. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Hôm nay mình pha thức uống. Đúng. Cái nồng độ chất chống oxy hóa ở trong bột trà xanh matcha là nó cao gấp 137 lần so với trà thông thường mà mình hãm bằng nước nóng ở nhà. Cho nên đây là một cái thành phần mà chúng ta hãy sử dụng thường xuyên để giúp cho chúng ta duy trì thanh xuân của mình. Minh Tuấn rành ghê ha. Thấy trẻ không? Trẻ. Đó, uống trà xanh mỗi ngày. Minh Tuấn uống thêm cái này cũng là chống oxy hóa nữa nè. Cacao. Đúng rồi, cacao. Luôn. Mà cacao mà kết hợp với lại trà xanh nữa thì mọi người ạ, trẻ trường tồn. Tức là chúng ta làm ngay món thức uống của ngày hôm nay thôi. Ok. Thì đầu tiên thì mình sẽ pha cái bột matcha trà xanh nha. Chúng ta sẽ cho 2 gói trà matcha sữa blended. Cho 60ml nước nóng vào trong đây. Khuấy cho nó tan hết cái bột trà sữa bên trong. Bột matcha của chúng ta đã tan hết rồi. Chúng ta sẽ để nguội một tí xíu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ ngâm nở nho khô này nha, cùng với rượu rum. Chúng ta ngâm nho khô cùng với rượu rum giúp tăng hương vị cho thức uống của chúng ta ngày hôm nay nha. Nho mà kết hợp với lại rượu rum là trời, nó là một cái sự kết hợp hoàn hảo luôn á. Tuấn là thích ăn kem rum nho nè. Nho mà ngâm với lại rượu rum trong làm bánh nè cũng rất là ngon luôn. Và bây giờ mình lấy nho mình ngâm với lại rượu rum mình cho vào trong thức uống này luôn. Đúng. Khi mà mình uống xong mình thưởng thức một quả nho như vậy á thì nó sẽ tăng cái vị giác của mình lên rất là hấp dẫn. Tiếp theo thì mình sẽ cho 50g kem béo này vào cùng 20g bột cacao. Và chúng ta sẽ cho sữa không đường này vào 2/3 thôi. Trước khi mở máy thì chúng ta nên quậy cho nó đều lên trước rồi mình mới mở máy. Các bạn khán giả lưu ý chúng ta đánh kem cùng với bột cacao bằng máy đánh cầm tay giúp bột cacao tan đều hơn nha. Mình đánh cho nó bong cứng lên một tí xíu là được đó mình Tuấn. À, bây giờ kem cacao chúng ta đã bong lên rồi. Chúng ta sẽ kết hợp tất cả các nguyên liệu lại trong ly nha. Một lớp matcha này xuống dưới đáy. Sau đó chúng ta sẽ cho nhẹ nhàng cái phần sữa này vào. Và bây giờ là tới cái phần hấp dẫn nhất nè. Chúng ta sẽ cho cái phần kem cacao này vào. Trời ơi Minh ơi, đẹp quá Minh ơi. Đó. Quá xuất sắc. Rồi. Nho khô đã ngâm nở lúc nãy á, chúng ta sẽ topping lên trên. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tăng cái phần hấp dẫn lên một tí xíu. Đó là thấm thêm một ít lá ống lưỡi vào trang trí. Đấy là phần nước của chúng ta đã hoàn thành rồi Minh Tuấn. À, uống nước á, các bạn hay kết hợp với món bánh đúng không? Chúng ta có thể kết hợp cùng với bánh rán trái cây nha. Cảm ơn Minh đã mang đến một món nước rất là hấp dẫn và rất đẹp mắt như thế này trong ngày hôm nay. Rồi, cảm ơn Minh Tuấn. Lớp kem cacao béo ngậy, bột matcha thơm lừng, nho khô ngọt ngào, nồng nồng mùi rượu cùng sắc xanh nâu cuốn hút tạo nên một ly matcha sữa cacao mát lạnh.